Ông nói nhà mới to quá, ông ở không quen, quay đến cái nhà, dân mạng tưởng cái sân bóng. Theo đó, cụ ông đang nằm trên một chiếc giường vô cùng sang trọng, gương mặt rầu rầu, cả ngày chả buồn nói chuyện với ai. Thậm chí ông còn không muốn bước chân xuống giường, chỉ vì ở nhà mới ông cảm thấy không quen. Ngày trước ở căn nhà nhỏ nhỏ, ấm cúng hơn. Giờ đây xem cái nhà rộng thênh thang quá, ông cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Ban đầu nhiều người cứ ngỡ ông chỉ nói đùa cho vui. Ai mà có ngờ đến khi cô cháu gái quay một góc cực nhỏ của ngôi nhà, chỉ từ phòng khách ra tới ngoài sân thôi, đã khiến cho nhiều người ngã ngửa vì cứ nghĩ rằng đây là cái sân bóng chứ không phải là cái nhà nữa rồi. Không những thế, chỉ riêng cái sân thôi đã rộng đến mức người mắt yếu từ trong nhà không thể nhìn thấy ngoài cổng, còn nếu từ cổng nhìn vào sẽ không thấy cái cửa ở đâu. Một số ý kiến được cộng đồng mạng để lại sau khi xem qua góc nhỏ của căn biệt phủ nhỏ bé. Nội, cái sân thôi là đủ để rủ cả xóm lại chơi đá banh được rồi. Thiệt chứ, cái nhà mà tôi tưởng đâu cái công viên không á. Cảm giác đi làm gì mệt, bước vào cổng nhìn thấy cái đường vào nhà còn mệt hơn. Tại mới xây nên chưa có nhiều nội thất thôi, ở tầm 2-3 năm nữa là không có lối đi luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.